Tôi hết sức là vui mừng và cảm động vì anh chị em đến thật đông, mặc dù hôm nay thì thời tiết không được đẹp lắm, trời mưa. Thế nhưng mà có mưa, có gió, khó khăn đấy mới là xa quê. Bởi vì xa quê chúng ta là chấp nhận khó khăn rồi. Cho nên hoan hô tinh thần anh chị em xa quê. Thế thì chúng ta xa quê, nhưng mà chúng ta không xa Chúa, không xa giáo hội. Bởi vì chúng ta vẫn đi tĩnh tâm, chúng ta vẫn đi xưng tội, chịu lễ, đi lễ. Mà nhất là lại còn hăng hái quy tụ với nhau để mà sinh hoạt, hội thảo, để cùng nhau chia sẻ và tìm ra một cách sống đạo tích cực. Và không những sống đạo tích cực mà như cha đặc trách nói, chúng ta còn phải loan báo tin mừng nữa. Thế là tôi rất là vui được gặp anh chị em công giáo xa quê, được chúng ta vẫn ở xa, vẫn ở trong Chúa, vẫn ở trong giáo hội, và chúng ta vẫn hăng hái làm việc. Thì đó là một điều hết sức là tích cực. Thì xin cảm ơn anh chị em đã bày tỏ ở đâu chúng ta cũng giữ đức tin của mình, ở đâu chúng ta cũng hăng hái tham gia hoạt động, ở đâu chúng ta cũng vẫn loan báo tin mừng. Đó là một cái điều hết sức là tích cực thấy ở anh chị em cộng đoàn công giáo xa quê ở Hà Nội. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em, và chúng ta chúc anh chị em một ngày tĩnh tâm thật là tốt đẹp. Vâng, một lần nữa chúng con cảm ơn Đức Tổng. Giờ đây chúng con xin Đức Tổng với chương trình bắt đầu tĩnh tâm với chúng con ạ. Chúng ta đứng lên để hát kính Chúa thật bắt đầu nha. Kính Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin Chúa Thánh Thần, Người thương thâm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân tràn chứa, trao rồi cho đón ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đói nghe lời con thiết tha, tình thương mê ấp u con ngày đêm, nhuận thâm xác hồn tràn nàn ơn thiêng. Trích sách Sáng Thế chương 45. Ông Giuse không thể cầm lòng trước mặt tất cả những người đứng bên ông, nên ông kêu lên bảo mọi người ra khỏi đây. Khi không còn người nào ở với ông Giuse mới tỏ cho anh em nhận ra mình. Ông òa lên khóc và người Ai Cập nghe được, triều đình Pharaô cũng nghe thấy. Ông Giuse nói với anh em: tôi là Giuse đây, cha tôi còn sống không? Nhưng anh em không thể trả lời. Thấy mình đối diện với ông, họ bàng hoàng. Ông Giuse nói với anh em: hãy ở lại gần tôi. Họ lại gần, ông nói: tôi là Giuse, đứa em mà các anh đã bán sang Ai Cập. Nhưng bây giờ các anh đừng buồn phiền, đừng hối hận vì đã bán tôi sang đây. Chính là để duy trì sự sống mà Thiên Chúa đã gửi tôi đi trước anh em. Thật vậy, đây là năm thứ hai có nạn đói trong xứ, và sẽ còn 5 năm nữa không cày không gặt. Thiên Chúa đã gửi tôi đi trước anh em để giữ cho anh em một số người sống sót trong xứ, và để cứu sống anh em nhằm thực hiện công cuộc giải thoát vĩ đại. Vậy không phải các anh đã gửi tôi đến đây, nhưng là Thiên Chúa, Người đã đặt tôi làm cha của Pharaô, làm chúa tất cả triều đình và làm tể tướng trên khắp cõi Ai Cập. Anh em hãy mau về với cha tôi và thưa người rằng: con trai cha là Giuse nói thế này: Thiên Chúa đã đặt con làm chúa toàn cõi Ai Cập. Xin cha xuống đây với con, đừng trì hoãn. Cha sẽ ở đất Gô-sen và sẽ ở gần con. Cha và các con cháu chiên bò và tất cả những gì cha có, tại đó con sẽ cấp dưỡng cho cha, để cha khỏi bị thiếu thốn, cha, gia đình cha và mọi người thuộc về cha, vì còn 5 năm đói kém.
Các anh và em tôi là Benjamin cũng thấy tận mắt, là chính tôi đang mở miệng nói với anh em. Các anh hãy kể lại cho cha tôi biết tất cả những vinh hoa của tôi ở Ai Cập và tất cả những gì các anh đã thấy, rồi mau đưa cha xuống đây. Đó là lời Chúa. Đấy. Mời mọi người ngồi. Ê, trong giờ tĩnh tâm này chúng ta sẽ chiêm ngắm cuộc đời của tổ phụ Giuse. Thế tại sao chúng ta lại chọn ông Giuse để mà là chiêm ngắm trong cái giờ suy niệm này? Thưa, vì ba lý do. Lý do thứ nhất là tổ phụ Giuse là một người xa quê. Chúng ta vừa thấy đó, ông ở Do Thái mà ông phải đi sang Ai Cập rất xa, gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà là một người xa quê gương mẫu. Thứ hai, chủ đề của chúng ta là anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Thế thì Giuse đi đến đâu thì cũng ở lại trong tình yêu thương hết. Đó là một cái tấm gương của chúng ta. Và lý do thứ ba, chúng ta biết rằng sang năm là năm thánh 2025. Đức Thánh Cha đã đặt ra cái chủ đề của năm thánh này là những người hành hương hy vọng. Đó. Thế thì ông tổ phụ Giuse là một người hành hương. Suốt cuộc đời của ông là một cuộc đời ra đi nhưng mà không bao giờ thất vọng hết. Gặp rất nhiều tai ương nhưng mà ông luôn hy vọng. Hy vọng ở trong Chúa, hy vọng ở trong con người. Cho nên cuối cùng ông được tất cả. Cho đó là lý do tại sao chúng ta lại chọn suy niệm về cuộc đời tổ phụ Giuse trong cái ngày tĩnh tâm hôm nay. Thế thì chắc chắn là nhiều anh chị em rồi, không kể các cha, các thầy, các sơ ở đây thì biết rõ cuộc đời ông Giuse rồi. Nhưng mà đây tôi cũng xin lược qua để mà nhắc lại. Thế thì tổ phụ Gia-cóp có 12 người con. Thế thì ông này có hai đời vợ. Ông này khi mà đi làm thuê cho ông cậu là La-ban thì nhà này có hai cô con gái. Gia-cóp thì thương cô em, nhưng mà ông kia, ông bố vợ thì lại muốn lợi dụng ông Gia-cóp, bởi vì thấy ông này nuôi súc vật giỏi quá. Khi mà Gia-cóp nuôi súc vật đó, súc vật nó cũng sinh ra hàng vạn con này. Thế thì trước hết là ông bảo bây giờ muốn cưới con gái của tôi thì phải làm công cho tôi 7 năm. Thế thì Gia-cóp làm công cho ông La-ban 7 năm và đàn súc vật của ông đã sinh ra tới hàng vạn con rồi. Nhưng mà ông La-ban này rất là tham, không bao giờ đủ hết. Đến ngày cưới thì lúc mở khăn ra, chúng ta biết rằng nhiều nơi nhất là người Do Thái đó là giữ sự trong sạch là chùm cái khăn xuống. Mở ra thì hóa ra không phải cô chị, không phải cô em mà là cô chị. Thế thì Gia-cóp vào sau mà bố lại đánh lừa con này, mà không, đây là phong tục ở đây, chị phải đi trước em. Bây giờ con mà muốn cưới cô em thì làm 7 năm nữa. Ông Gia-cóp cũng không phải là tay vừa, ông bảo được rồi, thế thì con sẽ làm cho bố 7 năm nữa. Nhưng mà con cũng phải có tài sản của con. Vậy thì bây giờ giao hẹn như thế này: những con nào sinh ra mà nó một màu thì là của bố, còn con nào nó đốm, nó khoang, nó vằn vện là của con. Thì chúng ta biết rằng nuôi cừu là chủ yếu, con cừu thường nó chỉ có một màu thôi. Cừu là lông màu trắng không đấy. Rồi con dê đó thì cũng vậy đó. Nhưng mà ông Gia-cóp á, ông ấy có cái cách nuôi của ông rất là giỏi đó. Thế là phải làm 7 năm nữa mới cưới được cái cô em là cô Ra-ken. Thế thì cái cô chị là cô Lê-a này đó sinh ra được 10 người con. Còn cái cô Ra-ken này hiếm muộn, chẳng sinh gì hết. Mãi Gia-cóp già rồi mới sinh ra Giuse. Cho nên tổ phụ Gia-cóp cưng chiều Giuse lắm.
Giuse thì lại là cái đứa trẻ rất là dễ thương, ngoan ngoãn, lại thông minh nữa, và đơn sơ thánh thiện. Cho nên các anh em rất là ghét. Đã thông minh lại còn được bố thương nữa, may cho anh một cái áo dài đỏ rất đẹp. Chúng ta biết là vào cái thời đó cái công nghệ dệt vải còn rất thô sơ, cho nên người ta chỉ có mặc áo vải gai, vải gì đó, chứ còn màu là khó lắm. Nhất là màu đỏ là dành cho giới quý tộc đấy. Đó. Thế thì may cho Giuse một cái áo màu đỏ, thương lắm. Rồi Giuse thì lại được Chúa ban ơn nhá. Có những cái giấc mơ về tương lai. Thế ông bảo một ngày kia ông ấy, mà ông này rất đơn sơ, có gì là nói cho các anh nghe hết. Một ngày kia ông kể cho các anh, đêm qua em nằm mơ thấy chúng ta đi gặt lúa ở trên ruộng, có 12 bó lúa, thì 11 bó nó cúi xuống nó lạy cái bó của em. Thế là các anh nổi điên lên rồi. Lúc bây giờ chưa có thằng Benjamin đâu, mới có 10 đứa anh, bố mẹ nó là 12, 14. Thế rồi, mày bảo bố mẹ với chúng tao phải quỳ lạy mày à? Thằng này láo. Rồi, lần sau Giuse lại mơ thấy mặt trời, mặt trăng và 12 ngôi sao lại quỳ xuống lạy cái ngôi sao ở giữa. Các anh tức lắm, nhất định giết Giuse. Thế rồi một ngày kia các anh đi chăn chiên ở Sikem, thì đi mấy ngày không về, ông Jacob bảo Giuse, thôi con đi thăm các anh rồi mang thức ăn cho các anh. Đó. Thế thì khi thấy Giuse đằng xa, các anh bảo cái thằng này nó nằm mơ, nó đến đây rồi, chúng ta giết nó đi xem giấc mơ của nó có thực hiện được không. Thế thì anh cả là Reuven nói rằng thôi chúng ta đừng có mà giết em, chúng ta có tội chết. Quăng nó xuống cái giếng này đó, thì thế nào nó cũng chết, tại vì giếng ở trong sa mạc, giếng khô rồi, nó chết khác thôi. Thế là quăng Giuse xuống giếng, rồi lấy cái áo đỏ đó xé nát ra thấm với máu súc vật, để về nói với bố rằng thằng con chả thấy em đâu cả, mà thấy cái áo này chắc là của nó nát này chắc là bị thú dữ nó cắn xé rồi. Thế thì anh em đi ăn cơm, đang ăn thì thấy một đoàn lái buôn đi sang Ai Cập. Thế bảo thôi, thay vì để cho nó chết mình bán nó lấy tiền, nên thế là bán Giuse sang. Thế là Giuse bị bán sang Ai Cập, bán nô lệ. Người ta ra chợ nô lệ, người ta bày Giuse ra bán. Thì nhà quan Potiphar đi ra thấy cái anh này trẻ trung đẹp trai, có vẻ ngoan ngoãn, mua về làm tôi tớ giúp việc trong nhà. Đó, thế đó là cái hoạn nạn thứ nhất. Cái hoạn nạn thứ hai là Giuse giúp việc trong nhà thì là tốt quá, ngoan ngoãn, rồi lúc nào cũng giữ luật Chúa, giữ lương tâm ngay thẳng. Nhưng mà cái ông quan này thì cứ đi vắng suốt nữa. Còn bà quan này, nhà này, thấy cái anh nô lệ này trẻ tuổi đẹp trai ấy, thì lại thích cái anh này ấy. Cho nên cám dỗ cái anh này phạm tội. Thế nhưng Giuse giữ luật Chúa, quyết tâm không có chiều theo cơn cám dỗ của bà chủ. Thế là lập tức bà này liền tố cáo là cái thằng này nó đi cám dỗ tôi, tống nó vào ngục. Đó là cái khó khăn thứ hai, đau khổ thứ hai Giuse phải chịu. Vào trong ngục thì một ngày kia Giuse gặp hai ông quan, một ông quan chuyên dâng rượu cho vua, một ông quan chuyên dâng cơm cho vua. Hai ông này không biết có tội gì cũng bị giam trong ngục. Thế một ngày kia hai ông quan này nằm mơ, ông quan dâng rượu thì nói tôi nằm mơ qua lạ quá, mơ thấy cái cây nho nó có 3 cành, quả sai lắm, và tôi liền hái, tôi ép rượu dâng cho vua. Còn ông quan dâng bánh cho vua thì bảo hôm qua tôi cũng có một giấc mơ lạ quá, đang là đội một cái thúng bánh này để mà đến dâng cho vua thì tự nhiên là bị quạ nó đến, nó cướp đi mất, nó chơi nhau, nó ăn hết. Đó. Thế thì Giuse liền cắt nghĩa, và đây này, ông mà mơ thấy cây nho nó có 3 cành, 3 ngày nữa ông sẽ bị đem ra xét xử.
Nhưng mà đó, ông có quả nho ngon, ông ép rượu dâng cho vua, đó là dấu hiệu ông được phục chức cũ. Còn cái ông này có 3 thúng bánh, đó là cũng 3 ngày nữa ông bị xét xử. Quả là cướp hết bánh của ông, tức là ông sẽ bị phạt. Thế thì cái ông dâng rượu mừng lắm, mà được rồi, tôi sẽ nhớ ơn cậu, tôi mà được phục chức là tôi sẽ đền ơn cậu. Nhưng ông này ông được, ông quên mất. 3 ngày sau xảy ra đúng như thế thì ông lại quên mãi. Đó, thế đó có thể nói là cái hoạn nạn thứ 3 của Giuse. Rồi không biết bao nhiêu lâu, bao nhiêu năm tháng nữa thì chính ông vua Ai Cập là Pharao nằm mơ. Ông này nằm mơ thấy có 7 con bò béo ăn cỏ bên bờ sông Nin. Thì tự nhiên ở dưới sông lên 7 con bò gầy. 7 con bò gầy này lại nuốt 7 con bò béo. Rồi một lúc sau lại thấy có 7 bó lúa mẩy. Rồi một lúc sau lại thấy xuất hiện 7 bó lúa lép. Nó nuốt 7 bó lúa mẩy đi. Thế vua bảo cái giấc mơ này lạ quá, triệu tập tất cả những cái người tài ba lỗi lạc, rồi các cái thầy chuyên giải thích các điểm chiêm bao đấy, không ai cắt nghĩa được. Thì bấy ông quan dâng rượu, ông mới nhớ trong tù có một cái thằng người Do Thái, nó cắt nghĩa giấc mơ hay lắm mà đúng lắm. Thế thì vua bảo phải mang nó ra đây, tháo xiềng tháo xích cho ông là đưa ra. Thế thì Giuse nói đó, đây là đức vua được một cái may mắn là Chúa cho đức vua biết tương lai đó. 7 con bò béo là Ai Cập này sẽ được mùa 7 năm liên tiếp, cũng như 7 bó lúa mẩy. Rồi 7 con bò gầy và 7 cái bó lúa lép, tức là 7 năm, sau 7 năm mất mùa sẽ đến 7 năm, sau 7 năm được mùa sẽ đến 7 năm mất mùa. Đó là Chúa cho vua biết trước tương lai đấy. Thế thì vua bảo bây giờ phải làm sao nhỉ? Giuse bảo dễ thôi, 7 năm được mùa, vua sẽ cho xây thật nhiều kho chứa tất cả thóc lúa vào trong ấy. Rồi 7 năm mất mùa, khi người ta đói khát, vua mở kho cấp phát thì không ai bị đói. Vua bảo thế thì còn ai tài ba hơn Giuse nữa, liền lập tức phong Giuse làm tể tướng. Tể tướng tức là chỉ có sau vua Pharaoh thôi, Giuse trở thành tể tướng đứng đầu nước Ai Cập. Đó thế thì rồi nước Do Thái cũng bị đói kém, nghe tin ở bên Ai Cập có bán thóc lúa, thì các anh liền xin phép ông Gia-cóp, bố Gia-cóp cho sang Ai Cập mua. Thế thì khi sang Ai Cập thì Giuse nhận biết các anh, bởi vì họ cứ trao đổi với nhau bằng tiếng Do Thái thì Giuse hiểu hết. Nhưng mà các anh thì không biết đây là Giuse. Sau nhiều cái, chúng ta không có nhiều thời giờ, nhưng mà đó, tại vì ông trưởng ban tổ chức, ông bảo Đức Cha chỉ được làm đến 9:30 thôi. Được rồi, tôi bảo thì tôi sẽ làm đến 9:30. Thế thì sau nhiều cái thử thách rất là gây cấn đó, các chàng về chúng ta nên đọc. Thì rồi Giuse mới tỏ cho các anh biết tôi là Giuse. Ôi bây giờ các anh nghe như là xét đánh ngang tai và chết rồi. Thôi bây giờ mà chúng ta làm hại nó là nó chém đầu chúng ta là chắc rồi đó. Nhưng Giuse không. Giuse nói đây là ý Thiên Chúa, cho các anh đừng có sợ, không phải các anh bán em sang đây, nhưng mà đây Chúa gửi em sang trước như chúng ta vừa nghe đó, để mà cứu mọi người khỏi chết đói. Cho nên thôi về mang cả cha sang đây tất cả. Đó đây thì đại khái câu chuyện là như thế. Thế thì qua câu chuyện này chúng ta thấy cái gì? Thế thì Giuse trước hết là một người xa quê, nhưng mà ông luôn sống trong tình yêu và hy vọng. Ông sống trong tình yêu cho nên ông có hy vọng. Trước hết là ông sống trong tình yêu Chúa nhé. Đấy chúng ta thấy ông đi đâu ông cũng giữ luật Chúa hết đấy. Bây giờ mà chúng ta làm nô lệ đó, đố chúng ta dám
cãi lời chủ của chúng ta đấy. Đó. Ông này đó mà nghe lời bà quan Potiphar đó thì không những là được yêu chiều mà còn được đủ các thứ, muốn gì là bà ấy cho hết đó. Mà chống lại bà là mất mạng như chơi. Có phải đùa đâu. Nhưng ông này yêu mến Chúa, giữ luật Chúa và yêu mến cả con người nữa. Mình là được quan mua về này, chả lẽ đi phá cái gia đình nhà quan thế, bây giờ ngoại tình với cái bà vợ này thì làm cho ông chồng đau khổ, vân vân. Một người yêu mến Chúa, sống trong tình yêu Chúa, hy vọng vào Chúa chứ không hy vọng vào người đời, cho nên dù biết mình bị thiệt thòi vẫn giữ luật Chúa. Đó. Cho nên Giuse là một người sống trong hy vọng. Mình bị bán sang đây chỉ làm tôi tớ thôi, nhưng vẫn trông cậy vào Chúa. Mình bán sang đây bị anh em thù hận, bị người ta vu oan giáo họa, nhưng vẫn tin vào Chúa, vẫn yêu mến Chúa và giữ luật Chúa. Đó. Rồi, ngoài tình yêu Chúa, Giuse còn có tình yêu gia đình nữa. Đó. Chúng ta thấy bây giờ ông lên chức cao như vậy, gặp anh em mà ông nạt cho có mà sợ, nghĩa là hết mà mất mật đi chứ không phải chơi đâu. Nhưng không, chúng ta thấy Giuse vẫn yêu mến anh em, vẫn yêu mến cha mẹ của mình, vẫn yêu mến gia đình của mình. Hay như vậy. Mà ông yêu mến như vậy là ông ấy vẫn hy vọng. Hy vọng mình đi sang đây, mình bị bán sang đây, mất hết cả gia đình này, vẫn hy vọng gặp lại gia đình, vẫn hy vọng xây dựng. Các thằng anh của mình nó dữ dội lắm, nó xấu xa lắm, nhưng vẫn hy vọng nó ăn năn hoán cải. Sống với cái niềm hy vọng đó. Bởi vì ông có tình yêu, yêu mến thì có hy vọng. Yêu vào Chúa cho nên trông cậy Chúa sẽ giúp đỡ mình. Yêu mến gia đình cho nên hy vọng gia đình của mình sẽ thay đổi tốt đẹp chứ không có như thế này mãi. Đó. Cho nên khi ông ấy không phải mà, nhưng mà ông không phải là ông ấy là cái người lạc quan tếu đâu. Nếu chúng ta đọc kỹ câu chuyện ta sẽ thấy là ông thử các anh này xem nó đã thay đổi chưa đấy. Nếu nó còn độc ác là ông phạt đấy, nhưng mà thay đổi thấy các anh hối hận rồi. Ông còn lo là nó giết cả thằng em mình nữa, bởi vì hai thằng em là con cái bà Raken là được ông Jacob thương hơn, nên sợ mấy cái thằng anh này nó ghen tức nó giết thằng em nữa. Cho nên phải xem thằng em còn sống sang đây mới cần tin. Sau khi đã thử thách các anh thì thấy các anh bây giờ đã thay đổi, thì bây giờ Giuse mới tỏ lộ và nhận. Đó, tức là Giuse có một cái sự hy vọng, nhưng mà khôn ngoan chứ không có đơn sơ như trước nữa. Khôn ngoan và muốn hoán cải các anh và hướng các anh đến một cái đức tin mà thôi các anh đừng có sợ, không phải các anh bán em sang đây đâu, nhưng mà đây là ý Chúa. Chúa muốn như vậy để cho em làm tể tướng mà cứu mọi người. Rồi sau đó làm sao Giuse có cơ hội xây dựng gia đình, đoàn tụ tất cả lại, đón cha sang đây, đưa tất cả gia nhân súc vật sang đây, 70 người đó. Rồi vua Pharao cấp cho một mảnh đất là miền Gosen để cho ông Jacob và các con cái cháu chắt ở đấy. Đó. Thành ra Giuse sống trong cái tình yêu, ở lại trong tình yêu của gia đình và niềm hy vọng vào Thiên Chúa. Đó, tất cả Giuse có một cái đức tin rất lớn, nó tin đây là cái chương trình của Thiên Chúa. Chương trình của Thiên Chúa. Mà đã là chương trình của Thiên Chúa thì mình chấp nhận hết. Có lúc buồn, có lúc khổ, có lúc thất bại, có lúc bị ghen ghét, nhưng cuối cùng là chương trình của Thiên Chúa thì tốt đẹp. Cho nên Giuse chấp nhận tất cả, không oán trách ai hết. Các anh sợ lắm, các anh mà bây giờ nó chém đầu thì mình chịu thôi. Nó có quyền như thế mà mình làm hại nó chém đầu cũng chả ai trách thì được. Nhưng Giuse nói không, các anh đừng sợ, đây không phải là ý của các anh mà là ý của Chúa.
Đó, đấy là Chúa ban phòng, tất cả là chương trình của Thiên Chúa. Cho nên chúng ta phải cảm tạ yêu mến Chúa. Rồi, chúng ta tha thứ cho mọi người, bởi vì tất cả mọi người là dụng cụ Chúa dùng. Đó. Nếu các anh không bán sang Ai Cập, làm sao mà em làm tể tướng? Nếu bà quan không túng em vào ngục, tại sao làm sao em gặp được cái ông quan dâng rượu? Nếu không gặp ông quan dâng rượu thì làm sao mà vua biết để mà giải nghĩa giấc mơ cho vua? Nếu không giải nghĩa giấc mơ cho vua thì làm sao mà có thể làm nên chức tể tướng được? Đó. Giuse nhìn tất cả các biến cố trong cuộc đời của mình đều là ở trong thánh ý Thiên Chúa. Cho nên Giuse tạ ơn Chúa và không có oán trách ai hết. Không oán trách các anh, không oán trách cái bà quan, không oán trách cái ông quan dâng bánh dâng rượu cho vua. Thế cho nên Giuse là một người luôn ở lại trong tình yêu của Thiên Chúa, luôn ở lại trong tình yêu của mọi người. Và vì ông hy vọng vào Thiên Chúa, cho nên gặp nguy hiểm, gặp chết chóc chẳng lo gì hết, là có Chúa. Đây là chương trình của Chúa, không sao hết. Ông không có buồn khi bị thất thế, ông không có oán trách khi bị phản bội, ông không có kiêu ngạo khi thành công. À, chúng ta thấy đó, ông thành công làm quan tể tướng là hét một tiếng là mấy anh em này mất mật chứ phải chơi đâu. Nhưng không, lúc bé nhỏ vẫn hồn nhiên vui tươi, lúc làm quan cực phẩm ở trong triều đình Ai Cập vẫn bình an bình dị như vậy, bởi vì biết rằng ở trong Thiên Chúa hết. Đó. Thế đó là một cái tấm gương lớn cho chúng ta. Thế thì chúng ta là những người xa quê, thì chúng ta hãy ở lại trong tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta ý thức được chúng ta có đi đến đâu cũng ở trong tình yêu Thiên Chúa hết, bởi vì chúng ta đến đây chúng ta vẫn có thánh lễ, vẫn có bí tích. Chúng ta lúc nào cũng ở trong tình yêu của giáo hội. Cho nên hôm nay chúng ta thấy không, ba bốn cha này, ba bốn sơ này, cả một đức tổng để mà phục vụ cho anh chị em. Anh chị em có sướng không? Đó. Chúng ta luôn ở trong tình yêu của Thiên Chúa. Đó. Chúng tôi có làm việc này cũng là vì tình yêu của Thiên Chúa, vì Chúa yêu thương anh chị em. Đó. Chúng tôi mà không làm là Chúa phạt cho mà chết. Cho nên chúng ta luôn ở trong tình yêu của Thiên Chúa. Đó. Rồi biết bao nhiêu ơn lành chúng ta lãnh nhận được. Đó. Chúng ta thấy đó, nhiều nơi còn không có thánh lễ, nhiều nơi còn không được các bí tích, không còn được học giáo lý, như chúng ta đây chúng ta có đầy đủ hết. Chúng ta ở biết bao nhiêu ơn lành, không kể những cái ơn về vật chất. Chúng ta đi làm, chúng ta được tín nhiệm, chúng ta thành công, chúng ta có thể cấp dưỡng cho cả gia đình, xây nhà quê chúng ta, cho con cái đi học vân vân. Nhưng ở đây là nói về những ơn thiêng liêng, chúng ta không thua gì ở giáo xứ cả. Chỉ có thua mỗi cái là các giáo xứ ở dưới quê thì rầm rộ lắm. Nhưng ở đây chúng ta như vậy cũng là không kém. Cho nên chúng ta phải sống như tổ phụ Giuse, tin tưởng và hy vọng. Và rồi chúng ta phải làm chứng về tình yêu của Chúa trong đời sống chúng ta, như là tổ phụ Giuse. Cảm thấy mình được Chúa yêu thì mình cũng yêu người khác. Chúng ta được Chúa yêu thì chúng ta không bao giờ mất niềm hy vọng, và chúng ta cũng cho người khác cái niềm hy vọng. Điển hình chúng ta thấy, chắc chắn khi chúng ta đi làm công cho người khác đó, nhiều chủ chúng ta cũng xấu lắm á, giống như cái bà quan Potiphar quyến rũ chúng ta làm những điều xấu. Chúng ta phải noi gương tổ phụ Giuse, phải dùng cái tốt để mà hoán cải người ta. Hãy yêu mến, lúc nào cũng coi Chúa ở trong người của mình để mình sống tốt. Có một câu chuyện có thật đấy. Anh chị em mà ở quê tôi thì cũng biết đấy, là tôi có mấy đứa cháu nó làm nghề buôn gỗ đấy. Nhưng mà trước khi nó buôn gỗ là nó mới bắt đầu vào nghề, nó chập chững, nó chả có vốn liếng và chả quen biết gì đâu.
Thế một ngày kia nó được theo cái phái đoàn của nhà nước đi sang Indo hay là Singapore gì đó để mà ký hợp đồng ấy. Ký hợp đồng về gỗ gì đó. Thế thì đến bữa ăn á, thế là nó làm dấu, làm dấu nó ăn đó. Nó là một nhân viên bé thôi nha, chứ không phải là to ở trong cái đoàn đâu. Nhưng sau bữa ăn đó thì cái người chủ ra gặp trực tiếp nó, ký hợp đồng với nó. Nó bảo tôi chỉ tin anh là người có đạo rồi. Thế từ đó bắt đầu nó làm ăn nó lên. Đó. Thế thì chúng ta phải sống cái tình yêu Thiên Chúa, làm chứng với tình yêu đó. Ở đây chúng ta đang làm chứng là chúng ta tham gia các sinh hoạt ở tại giáo xứ Thái Hà. À, cũng có ban nọ, ban kia, đó, có ông trưởng ban mục vụ, rồi các ông điều hành vân vân, đầy đủ hết, tốt lắm. À, chúng ta tham dự sinh hoạt của giáo hội, chúng ta giữ đức tin của giáo hội, giữ luật Chúa trong đời sống chúng ta. Đó là chúng ta làm chứng cho Chúa đó. Khi mà đó, anh chị em cũng thấy đó, nhiều cầu thủ nó vào sân nó đá bóng là nó làm dấu. À, đó. Đầu tiên là cái anh Đặng Văn Lâm nó về nó cũng làm dấu đấy. À, nhưng mà sau này thì không biết có chỉ thị hay là máy nó không dám quay nữa cho nên không nhìn thấy nữa. Nhưng mà lúc đầu là nó làm dấu đấy, mà khi mà thắng một quả là nó quỳ xuống cái chỗ cột ngôn, nó cầu nguyện đấy, bày tỏ đức tin của mình. Và cái ông Park Hang Seo cũng vậy, khi trước lừa đầu tiên trước khi bóng đá là bao giờ cũng cầu nguyện. À, tuy không là người tin lành đấy, nhưng mà bao giờ cũng cầu nguyện. Đó chính là cái làm chứng mà nó ảnh hưởng tới rất là nhiều người đó. Thế thì chúng ta đừng có sợ sống tình yêu của Thiên Chúa. Và chúng ta đang ở trong tình yêu Thiên Chúa, chúng ta phải làm chứng về cái tình yêu đó. Rồi chúng ta hãy ở trong tình yêu của gia đình đó. Đây là một cái vấn đề lớn cho những người di dân đó. Hiện nay công ăn việc làm nó ràng buộc chúng ta, có nhiều người chúng ta phải xa gia đình, cái điều đó rất là nguy hiểm, xa mặt cách lòng. Thế chúng ta phải luôn luôn nhớ chúng ta có một gia đình, còn ông bà cha mẹ, còn con cái cháu chắc, chúng ta phải sống trong cái tình yêu đó, không được quên lãng. Nhất tốt nhất là đi chung với nhau. Đấy, cho nên du xe có phải cách xa gia đình là bất đắc dĩ thôi, khi có điều kiện mời tất cả. Và cái anh du xe nó tốt lắm, giao hết người ở lại trong tình yêu, ở lại tình yêu của Chúa, là trong tình yêu gia đình, là trong tình yêu với mọi người chung quanh đó. Thành ra đấy, chúng ta vắn tắt như vậy bởi vì thấy cái ông MC, ông ấy liếc đồng hồ rồi. Ông ấy bảo là Đức Tổng chỉ được tới 9:30 thôi. Thế rồi tôi nhường cho ông còn 10 phút nữa đấy. Thế thì chúng ta, vậy chúng ta đã suy niệm về cuộc đời của tổ phụ ở Giuse. Thế điều quan trọng nữa là thời gian thì ngắn, tại vì ông ra lệnh thế rồi, chúng tôi không biết làm sao. Thì chúng ta về đọc lại nhá, sách Xuất Hành, cứ từ chương 25 đến chương 45 đó, đọc cho hết. Rồi chúng ta tiếp tục chiêm ngắm cái tấm gương của thổ phụ Giuse, một cái người xa quê mẫu mực mà
đúng với tất cả các chủ đề chúng ta đưa ra hôm nay. Chủ đề chúng ta là hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Đức Thánh Cha ra cái chủ đề của năm Thánh 2025, đó là hành hương hy vọng, hành hương của niềm hy vọng. Đó, chúng ta dù có đi xa, dù có đi đâu mà ở trong tình yêu của Thiên Chúa. Mà chúng ta ở trong tình yêu Thiên Chúa, chúng ta luôn luôn có niềm hy vọng. Chúng ta có tình yêu thì chúng ta có hy vọng. Hy vọng cho đời sống đức tin của mình. Hy vọng Chúa làm mọi điều tốt đẹp ở trong mình. Chúa biến sự dữ thành sự lành. Đó, anh em oán ghét Giuse nhưng mà Chúa lại biến thành tình yêu thương. Anh em làm hại Giuse nhưng mà Chúa lại biến thành cái mối lợi. Đó. Bà vợ quan Potiphar làm điều xấu mà Chúa lại biến thành điều tốt. Đó là chúng ta sống ở lại trong tình yêu Chúa thì chúng ta có niềm hy vọng. Và chúng ta cũng vậy, hãy ở lại trong tình yêu gia đình của mình. Gia đình là quý nhất đấy trong đời sống chúng ta. Hãy luôn luôn ở trong tình yêu. Nếu mà chúng ta ở trong tình yêu thì chúng ta luôn luôn có hy vọng gia đình của mình sẽ tốt đẹp hơn, gia đình của mình sẽ thăng tiến hơn, vợ chồng sẽ yêu thương nhau hơn, con cái sẽ thành đạt hơn. Nếu cha mẹ có tình yêu nhau thì con cái nó phấn chấn, nó hăng hái, nó vui tươi, nó đoàn kết yêu thương nhau. Về cái này có nhiều tấm gương lắm nhưng mà chúng ta không có thời giờ để mà kể cho hết. Rồi chúng ta ở lại trong tình yêu Chúa ở trong mọi người. Chúng ta làm như tổ phụ Giuse, đi đến đâu là người ta quý đến đấy, đi đến đâu người ta yêu mến đến đấy. Bởi vì ông này sống ngay thẳng quá, mà bây giờ chúng ta thấy trong cái xã hội hôm nay gặp được một người sống ngay thẳng khó lắm. Gặp một người không tham lam khó lắm. Gặp một người biết phục vụ yêu mến mọi người khó lắm. Cho nên Pharaoh thấy Giuse một cái là kết luôn, trao cho cả nước luôn. Chúng ta cũng phải như vậy. Bây giờ nhiều người, nhiều giám đốc, nhiều chủ nhà muốn có một người tin cẩn để giao tài sản cho mình không tìm được. Tìm khó lắm. Thế chúng ta phải là người công giáo, phải ở trong tình yêu của Chúa thì ở trong tình yêu của mọi người. Đến đâu người ta cũng tin cẩn người công giáo, đến đâu người ta cũng quý trọng người công giáo. Đó. Như tổ phụ Giuse. Thôi xin chúc cho anh chị em hãy tiếp tục chiêm ngắm tấm gương của tổ phụ Giuse để có thể làm mẫu mực cho đời sống xa quê của mình.